Xin mến chào đến tất cả quý bạn yêu thích bộ môn tướng Tây cũng như là bộ môn tử vi. Thì hôm nay tôi sẽ tranh thủ để làm một cái video nói về cái về kiến thức, chia sẻ về kiến thức về xem tướng Tây. Thì cũng lâu rồi không có ra video về cái kiến thức cho quý bạn. Thì ở đây thì các bạn khán giả của kênh Bí Mật Chỉ Tây, thì trong số rất là nhiều bạn ấy, thì tôi biết là có nhiều bạn đã và đang thực hiện cái việc xem được tướng tay cho mình, cũng như là xem được tướng tay cho người khác. Thì điều này là một điều rất là đáng quý cho kênh Bí Mật Chỉ Tây, bởi vì nếu mà kênh có được nhiều thì bạn có cái sự hiểu biết rộng rãi, thậm chí là chuyên sâu về cái tướng Tây cũng như là tướng Pháp và kể cả cái bộ môn tử vi, thì sẽ tạo ra một cái sự trao đổi, học hỏi lẫn nhau để chia sẻ những cái kinh nghiệm của mình. Bởi vì chúng ta đều biết rằng thì kiến thức thì nó vô bờ, không vô bờ, nó rất là nhiều. Mỗi người thì nó có một cái sở trường, sở đắc khác nhau, và nếu mà chúng ta cứ mở rộng cái tâm lòng của mình ra để mà chia sẻ, để mà trao đổi, để cho mọi người để có thêm nhiều cái kinh nghiệm cho cái bản thân của mình hơn. Đó là một điều rất là quý, và kênh Bí Mật Chỉ Tây cũng rất là hoan nghênh chào đón tất cả những cái bạn có được cái tâm lòng như thế ha. Kiến thức mà bài hôm nay tôi muốn chia sẻ với các bạn đó là những cái tướng Tây mà có khả năng thích hợp làm về cái nghề y. Đấy. Và cụ thể đó là cái nghề bác sĩ. Không? Thì đối với cái nghề y thì nó trong đó nó có rất là nhiều cái mảng khác nhau, đúng không? Và người ta chia ra thành hai cái ngành, đó là về Tây y và Đông y. Tuy nhiên trong cái Đông y hay Tây y thì nó cũng thiên về chia ra những cái ngành khác nữa. Chẳng hạn như là cái khoa nội hay là khoa ngoại ha, khoa ngoại. Thì cái này là tôi trong cái phần hôm nay tôi sẽ nói chung những cái tướng Tây nào hội đủ những cái đặc điểm như thế nào, thì họ có cái tư chất và có khả năng về cái theo cái ngành y. Và khi các bạn xem qua những cái đặc điểm này ý, thì nếu mình coi về trên tay của cái con em của mình ha, mà nếu có những cái đặc điểm như vậy đấy, thì có thể mình sẽ hướng các cháu để cho các cháu có thể là lựa chọn, không hướng các cháu lựa chọn về cái ngành này, bởi vì nó sẽ rất là thích hợp và cũng là một cái ngành mà mang lại nhiều cái gọi là cái phước đức cho cái cá nhân, không nếu mà cái người làm thầy y mà có tâm có đức ấy, thì bởi vì cái nghề cứu người mà, nên sẽ đem lại rất là nhiều cái phước báo cho bản thân cũng như là cho cái dòng họ của mình. Thì cái điều đầu tiên mà tôi muốn chia sẻ với các bạn trên tướng Tây của một cái người mà có cái khả năng tư chất về cái ngành y, mà cái đầu tiên đó là các bạn cần quan sát vào cái yếu tố long và hổ trên bàn tay. Đấy. Thì theo cái quá trình nghiên cứu tìm hiểu của tôi đấy, thì tôi mỗi lần mà đi có điều kiện đi thăm khám đi đến bệnh viện không? Đấy. Thì thực ra thì không ai muốn mình phải tới bệnh viện cả, nhưng mà mỗi lần mà mình sức khỏe không được tốt đi đến thăm khám thì tôi thường hay có cái sự quan sát. Có lẽ cái này là do tính chất nghề nghiệp, nhưng tôi hay quan sát cái bàn tay của các cái bác sĩ. Đấy. Thì khi mà tôi quan sát mà tôi thấy đấy, thì cái tỷ lệ xác suất của những cái người mà làm cái nghề y, thì nếu mà so sánh giữa yếu tố long là yếu tố độ dài của cái ngón tay và yếu tố hổ là cái phần lòng bàn tay, thì thông thường là cái bàn tay của họ đấy thì cái ngón tay khá là dài so với cái bàn tay, yếu tố ngón tay, độ dài của ngón tay dài hơn so với là cái lòng bàn tay. Và một cái đặc điểm thứ hai là so sánh về hình tướng của cái ngón tay ấy, thì thường các cái ngón tay của họ nó thon chứ nó không có mập,
nó không có mập quá mà nó thon dài đấy. Rồi cái yếu tố nữa đó là cái ngón cái của họ khá dài và cũng thon, chứ nó không không có ngắn ha. Dài là sao? Dài là nếu mà chúng ta đối chiếu với cái lóng cuối cùng của cái ngón tay tay trỏ này, nếu mà nó nằm ở trên phần một nửa của cái lóng cái đốt thứ ba này thì đó là dài đấy. Thì tại sao mà những cái người mà làm bác sĩ ấy, có thiên hướng làm bác sĩ ấy, thì họ có cái ngón tay thon và dài và ngón tay cái là dài đấy. Thì cái này ấy, thì các bạn cũng nếu mà tìm hiểu kỹ trong cái môn môn tướng thuật của bàn tay thì các bạn cũng sẽ dễ dàng nhận thấy đó là những cái người mà có cái ngón tay mà dài đấy thì họ có cái độ khéo léo đấy, cái độ khéo léo hơn so với những cái người mà có bàn tay mà nó ở cái ngón tay mà nó ngắn đấy. Thường những cái người ngón tay ngắn đấy là thường những cái người mà làm những cái việc mà thiên về chân tay đấy, hoặc là cái độ khéo léo của họ nó không có nhiều đấy. Và cái nữa, đối với cái ngón tay mà nó thon đấy, nó dài rồi mà nó thon, thì cái cảm nhận của họ đấy, cái linh cảm linh tính của họ, cái độ nhạy cảm của họ cũng rất là nhạy bén. Và đối với người bác sĩ thì rất là cần yếu tố này. Ngoài cái việc là về cái kiến thức chuyên môn ra thì người ta còn được trời phú cho một cái sự nhận định ha, nhận định để mà họ gì họ đưa ra được cái một cái nghi ngờ. Thì khi mà họ qua những cái mà họ nhìn thấy ban đầu đấy thì họ đã có được những cái sự phán đoán rồi, thì lúc đó mà họ mới nghi cái yếu tố gì thì họ mới cho đi đi kiểm tra cái phần đó đấy. Thì đối với cái người mà có ngón tay dài ấy, thì họ có được những cái thiên hướng như vậy ha. Một cái điểm thứ hai, đặc điểm thứ hai khi các bạn quan sát trên bàn tay của mình thì các bạn quan sát để ý thấy ở dưới gốc của cái ngón ngón tay tay út ha, đây ở dưới gốc này mà nó có một hai ba đường gì đó đấy. Mà cái đường này ý, thường nhiều người thường hay nhầm lẫn một cái đường mà tôi gọi là cái đường đạo đức ý. Đường đạo đức thì nó đây là đường đường này gọi là người ta kêu là cái đường phục dược ha, vân phục dược, nó có từ 1 đến 3 hoặc có người có nhiều hơn đấy, nhưng thông thường là lớn hơn một không. Nhưng mà nhớ là cái đường này nó không xuất phát từ cái ngấn chỉ của cái ngón ngón tay út nha. Còn nếu mà nó xuất hiện ở cái ngấn chỉ của ngón tay út mà nó về phía phía sau này ấy, thì nó thuộc về cái đường đường đạo đức đấy. Còn nếu mà cùng ba đường thế này mà nó xuất phát ở trên cái đường đường gọi là cái đường gia phong đấy. Đấy, các bạn chú ý nếu nó xuất phát trên đường gia phong thì cũng không phải là đường phục dược, mà đó là cái đường thể hiện cho cái khả năng sinh nở của phụ nữ ha, hoặc là cái nói về con cái của mình đấy. Thì đó là nó có ba cái đường mà nó nằm trong cái khu vực của cái cung khôn ở dưới lòng bàn, dưới cái ngón tay tay út của chúng ta mà dễ gây nhầm lẫn. Thứ nhất đó là đường phục dược, thứ hai đó là đường đạo đức, thứ ba là đường về về tự tức về con cái đấy. Nên các bạn chú ý ha, nếu không mà mình rất là dễ nhầm lẫn. Thì khi mà cái người mà có cái đường phục dược này ấy, thì họ có một cái hay này, khi mà họ chưa có là làm bác sĩ đâu mà họ cũng đã có cái khả năng để mà cứu người rồi. Hoặc là khi mà cái thường ngày mà chúng ta người nhà mà bị trúng gió hoặc là bị gì đó ha, thì người này người ta đến dùng tay của mình xoa bóp đấy, xoa bóp và dắt hơi hoặc làm gì đó thì rất là hiệu nghiệm đấy. Đó là một cái duyên mà ông trời cho những cái người này đấy, rất là hay ha. Các bạn quan sát trên bàn tay của mình coi ha, nếu bàn tay của mình có những điều đó mà mình không có làm bác sĩ đi nữa thì mình cũng có cái khả năng là gì, khả năng là giúp cho người khác
được được khỏe mạnh ha. Đấy, đôi lúc là cái việc ấn huyệt thôi, ha, ấn huyệt nhay đây, hoặc là giác gió, bấm gió đấy, thì cũng rất là hay, cào gió cũng rất là hay. Một cái đường, một cái yếu tố tiếp theo, như vậy là tôi nói lúc này là cái, một là cái bàn tay, không, độ dài bàn tay. Thứ hai là về cái ngón, ngón cái, ha. Cái thứ ba là cái vân phục dược ở cái ngón, ngón út. Và một cái điểm thứ tư đó là gì? Đó là các bạn quan sát cùng ở trên cái ngón út của mình. Đấy. Ở trên này. Ở cái ba cái lóng, ba đầu ngón tay. Đấy, mà các bạn nhìn thấy những cái vân dọc như thế này, mà ít nhất là phải ba vân ha. Ba và nhiều hơn. Đấy, từ ba vân trở lên. Mà nó có cả ba, hoặc cả ba hoặc là hai cũng được. Đấy, nếu cả ba thì người đó càng càng tốt ha. Thì cái người này đấy thì phải nói rằng đấy, nếu mà họ làm trong cái ngành y mà thuộc về cái mảng đó là gì? Mảng châm cứu, đấy, châm cứu hoặc là liên quan đến mổ xẻ, như vậy là thuộc về ngoại khoa đúng không? Đấy, thì họ rất là hay, rất là hay. Người ta kêu là những cái người này có cái tay lần đấy, họ mổ xẻ cho người khác thì vết thương ấy rất là mau lành. Đấy, không biết bà các bạn có nghe cái câu là con người thì khi mà bị rách da rách thịt thì rất là lâu lành. Đấy, thì nó sưng mủ sưng này thêm kia. Đấy, nhưng con người á thì cho dù có bị gì nữa thì người ta cũng rất là dễ, cái vết thương nó rất dễ là liền, rất là liền. Như tôi đấy, tôi nhớ tôi hồi lúc và thời thời còn nhỏ chưa có hiểu biết gì ấy, nghĩa là lúc mà 5 6 tuổi đúng không, đấy thì tuổi trẻ ở quê thì coi như là trẻ con thời của tôi đấy, thì thường hay mắc cái đất đất sét ấy để mà nhào nhào nặn này, nắn ra những hình con này con kia đấy. Thì trong quá trình mà chơi vậy ấy, thì thường hay có những cái mảnh sần hoặc là những cái mảnh của những con sò con ngao ấy, nó vướng vào trong đó là mình bị đứt tay đứt chân chảy máu. Thì những lúc đó ấy, thì coi như là thấy chảy máu chỉ biết là lấy cái đất sét đó, đất sét đó làm cho nó dẻo ra xong rồi mới bịt vào. Nhưng mà cũng rất là một cái là cái bàn tay tôi mà bị đứt là tôi làm vậy, nó không có bị nhiễm trùng gì hết. Thì cái này là do cái riêng của tôi nhé, chứ không phải là các bạn nói về khoa học là như vậy là phản khoa học ha, bởi vì rất là dễ là bị nhiễm nhiễm trùng ha. Nhưng mà có một số người và như bản thân tôi đấy, thì tôi thấy cái thời đó tôi làm vậy mà không có bị gì cả, mà thậm chí là rất là mau lành. Đấy, và trên tay tôi cũng có điều đó, cũng có một số cái yếu tố như mà yếu tố đó là tôi nói ngay bây giờ. Như vậy là 4 yếu tố rồi phải không? Bây giờ đến yếu tố thứ 5. Yếu tố này là yếu tố mà nó khá trùng với một cây vân mà chúng ta thường hay gọi là cây vân tài vận. Nó nằm ở đâu? Đó là nó nằm ở ngay ở cái khoảng giữa của cái ngón tay áp út với là ngón tay út. Nó có hai đường song song như thế này. Đây, các bạn chú ý ha, có hai đường song song mà nó nằm ở cái khe hở này ha. Có nhiều người tư liệu đấy thì hay nói là cái này là nó đi đi ra là thoát tài, thoát tài. Nhưng mà nếu một đường thì khác nha, còn hai đường thì nó mang ý nghĩa khác. Hai đường song song như thế này thì cái người này người ta có được cái việc mà vừa vừa có duyên về bác sĩ rồi mà người ta có thể là trở thành cái người giỏi cũng như là đem lại những cái tài lợi về cái kinh tế, cái tiền tài cho bản thân và cuộc sống của mình được khá giả và giàu có. Thì nếu bạn nào mà trên tay của mình mà có được cái điều như hai cái đường chỉ đó đấy, hai đường chỉ như tôi vừa nói đây ha, thì các bạn phát huy cái khả năng của mình. Nếu mà tuổi đang còn nhỏ thì người nhà hướng đến cái ngành ngành y mà có thể là
về cái ngành dược ha, về ngành dược. Mà cái nếu mà người nào mà đã lớn rồi mà mình rất là nhiều yếu tố mà tôi nói mà không có, chẳng hạn như tay tôi có một số cái yếu tố số 5 này là có này, và yếu tố và cái đường phục dược là tôi có hai yếu tố, nhưng mà tôi thiếu một cái này là cái ngón tay long không đủ dài, không đủ thon đấy, nên là tôi không đi theo cái nghề bác sĩ. Tuy nhiên tôi cũng có được cái một số cái khả năng để mà câu trừ chữa bệnh á. Cái này thì mang tính chất là từ trong cái gia đình đời ông cha để lại rồi truyền lại thôi, chứ không có qua trường lớp. Thì nếu bạn nào mà có được cái hai cái đường này ấy, thì các bạn có thể đi qua cái phần kinh doanh về cái mảng về cái về thuốc á, về dược liệu đấy. Đấy thì khi mà mình các bạn quan sát trên tương tay của mình mà có được cái càng nhiều cái yếu tố đó bao nhiêu thì các bạn sẽ càng có được cái cơ hội, không càng có duyên với cái ngành y bấy nhiêu. Và khi quan sát thêm trên bàn tay nữa, đó là các bạn để ý cái đường trí đạo của mình. Đối với cái người mà là bên cái ngành y đấy, thì đa phần là cái đường trí đạo rất là dài. Tại vì sao như vậy? Bởi vì cái ngành y là cái ngành mang tính chất là nghiên cứu chiều sâu đấy. Mà cái người mà có cái đường trí đạo mà dài, mà nếu mà nó dài rồi mà nó còn có thể là hướng về phía của cái bờ thái âm ha, đấy, thì là cái người càng cẩn thận, càng cẩn thận, càng tỉ mỉ đấy. Thì nếu mà kết hợp với năm yếu tố ở phía trên mà tôi đã nói đấy, thì có thể nói là mình là cái người thích hợp nhất cho cái ngành y đấy. Mà ngành y các bạn biết ấy, ngành y là bất kỳ thời đại nào, bất kỳ hoàn cảnh nào thì cũng đều có gì, cũng đều được xã hội cần đấy, cần và trọng dụng. Nên là cái việc mà thi được vào ngành y đấy thì không phải là dễ, không lúc nào cái ngành y cũng nằm trên cái top cao nhất trong các cái số điểm bảng điểm mà các trường đại học coi như là chọn, không. Tuy nhiên thì nếu mà không được đại học thì mình học cao đẳng, không, mà nếu không được cao đẳng thì học về trung cấp, rồi từ từ mới học lên đấy. Thì trên đây là tổng chung lại là có 5 cái yếu tố, 5 cái trạng thái trên bản thân để giúp các bạn nhận diện ra mình có được cái khả năng thích hợp với cái ngành nào ha, với cái ngành y hay không đấy. Thì cuối cùng mà tôi xin khép lại cái bài chia sẻ về kiến thức về 5 cái trạng thái nhận biết về cái khả năng thích hợp làm ngành y trên tương tay, giúp các bạn có thể là xem con cháu của mình ha, hoặc là có thể là xem bàn tay của mình có hay không. Cuối cùng xin cảm ơn tất cả các bạn đã chú ý lắng nghe theo dõi, và đừng ngần ngại tặng cho kênh một nốt like để tăng cái quá trình tương tác ha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Xin chào các bạn.